Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 9 tháng 11, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch nước gặp mặt đoàn doanh nhân sao đỏ. Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác cấp cao Việt Nam. Giao ban công tác biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt chúc mừng đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và các doanh nhân trẻ xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ năm 2022. Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã lựa chọn được 86 gương mặt tiêu biểu, trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ 2022. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đạt giải đã tạo ra doanh thu 102.000 tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận hơn 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động. Riêng doanh nghiệp của 10 doanh nhân Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu gần 60.000 tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2.000 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 10.600 lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ và đặc biệt là 10 doanh nhân xuất sắc được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ 2022. Chủ tịch nước vui mừng khi chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Nay đã có gần 12.000 hội viên đang tạo việc làm cho trên 3 triệu lao động, doanh thu hàng năm khoảng trên 30 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước dành lời khen cho nhiều doanh nghiệp Sao Đỏ lớn lên cùng nền kinh tế quốc gia có trách nhiệm xã hội cao, có tinh thần đoàn kết tốt. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa, nhưng Việt Nam muốn là bạn của những người giỏi nhất. Các doanh nghiệp Việt Nam đang có đầy đủ khát vọng, quyết tâm và môi trường để hiện thực hóa điều đó, để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm, đối tác kinh doanh bình đẳng với các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp toàn cầu. Dù trước mắt có nhiều khó khăn, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ không đánh mất niềm tin và sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh này. Tối qua tại Hà Nội, lễ trao giải thưởng Sao Đỏ Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã được tổ chức. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Giải thưởng năm nay được trao cho 86 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu, trong đó 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng giải thưởng Sao Đỏ. Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đạt giải năm nay đều là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong hội nhập kinh tế quốc tế. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương những nỗ lực sáng tạo vượt khó, không ngừng vươn lên của cộng đồng doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đặt kỳ vọng vào những doanh nhân trẻ được tôn vinh lần này sẽ tiếp tục phát huy những giá trị, vai trò của các thế hệ doanh nhân đi trước, để có những đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen. Tại cuộc hội đàm, đánh giá cao việc hai nước phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa trong khuôn khổ năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai thủ tướng dành thời gian trao đổi về một số vấn đề khu vực, quốc tế hai bên cùng quan tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như thúc đẩy hoàn thành bộ quy tắc ứng xử hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế. Trong đó có UNCLOS 1982. Ngay sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết 11 văn kiện giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đầu tư, thương mại, phát triển hạ tầng, nông nghiệp, công nghệ, bưu chính, viễn thông, lao động, việc làm. Chiều ngày 8 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
đã đến chào Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại cung điện Hoàng gia Campuchia, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chum và tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại Việt Nam Campuchia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Hội đồng Phát triển và Bộ Thương mại Campuchia tổ chức. Sáng nay tại tỉnh Sơn La, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Sơn La và đồng chí Buôn Lươm Mạ Ni Vông, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng đoàn đại biểu biên giới tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã diễn ra nội dung giao ban công tác biên giới thường kỳ lần thứ 13. Dự họp giao ban có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Băng. Phát biểu chào mừng đoàn đại biểu công tác tỉnh Luông Pha Băng, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, cuộc họp giao ban biên giới thường kỳ lần thứ 13 giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng được tổ chức vào thời điểm hai nước Việt Nam và Lào long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đây là dịp để đồng bào và nhân dân hai nước ôn lại truyền thống cách mạng, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, khẳng định quan điểm đường lối chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào nói chung, tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Băng nói riêng. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất với tỉnh Luông Pha Băng tại cuộc họp giao ban công tác biên giới lần thứ 12, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Sơn La, trực tiếp là cấp ủy chính quyền xã Mường Lèo cùng đồn biên phòng Mường Lèo đã tăng cường giáo dục nhân dân khu vực biên giới tự giác chấp hành hai văn kiện pháp lý về biên giới mà chính phủ hai nước đã ký kết. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Lào đều phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch đã được đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La cũng chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật, vận động quần chúng tích cực tham gia vào công tác đấu tranh, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền, kích động lôi kéo đồng bào tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự, thực hiện ý đồ thành lập nhà nước ly khai tự trị, tăng cường nhận thức của nhân dân về đoàn kết dân tộc, về trách nhiệm bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và từng bước phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh cùng các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Phát biểu khai mạc hội thảo, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận định, thời gian qua công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền về tăng cường phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã được cấp ủy Đảng, cơ quan chức năng quan tâm, chú trọng đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, quyết tâm hành động của cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên từ tỉnh đến cơ sở và của mỗi người dân trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác y tế. Thông qua tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động tích cực phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cấp ủy chính quyền các cấp đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch để người dân yên tâm, không quá lo lắng, nhưng cũng không được chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, góp phần thành công trong khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 chưa từng có trong tiền lệ trên địa bàn. Trong thời gian tới, công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình diễn biến của các loại dịch bệnh mới, bệnh lạ, bệnh nguy hiểm, ngày càng phức tạp, khó lường, đòi hỏi những nội dung, phương pháp mới và y học phát triển hiện đại mới có thể kiềm chế được dịch bệnh lây lan, giảm thiểu được những rủi ro của dịch bệnh. Từ thực trạng nêu trên đặt ra yêu cầu cần thiết là phải tăng cường nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin, truyền thông của tỉnh trong lĩnh vực y tế. Hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng tập trung phân tích đánh giá thực trạng, xác định các cơ sở lý luận, khoa học và cơ sở thực tiễn, đề xuất, khuyến nghị các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
Ngày 8 tháng 11 nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, đoàn cán bộ giáo viên và học sinh của thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tượng đài đền thờ Bác Hồ tại quảng trường Tây Bắc. Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, giáo viên và học sinh của thành phố đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, giáo viên và học sinh của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sơn La nguyện hứa sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vinh quang, phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để công tác tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Thuận Châu 21 tháng 11 năm 1952, 21 tháng 11 năm 2022 diễn ra theo kế hoạch, huyện ủy Thuận Châu đã tổ chức họp nắm tiến độ triển khai các công tác tổ chức lễ kỷ niệm. Đến nay, huyện Thuận Châu đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên sóng phát thanh của huyện, căng tre băng rôn khẩu hiệu vượt đường tại các trục đường chính tại trung tâm các xã thị trấn, phóng táp pano tại các điểm tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao như giải bóng đá nam thanh niên năm 2022, thực hiện chỉnh trang đô thị, lắp điện trang trí chiếu sáng, làm đẹp, trồng cây xanh, cây cảnh tại khu vực sân vận động huyện và các tuyến đường chính trong thị trấn Thuận Châu, chuẩn bị phương án đón tiếp đại biểu. Các sản phẩm và số lượng gian hàng trưng bày tại lễ kỷ niệm, các phương án đảm bảo về cơ sở vật chất, vân vân. Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Thuận Châu, Thường trực huyện ủy chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm, phản ánh về thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc huyện Thuận Châu đạt được qua các thời kỳ, giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức xây dựng quê hương đối với thế hệ trẻ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Các tiểu ban giúp việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương tham mưu, triển khai các nhiệm vụ đã được phân công, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, tiết kiệm và để lại ấn tượng tốt đẹp. Từ những năm 2007, cây thảo quả dưới tán rừng đã được người dân ở một số xã vùng cao như Ngọc Chiến, Trường Công, Trường Ân, Trường Muôn của huyện Mường La đưa vào trồng thử nghiệm. Nhờ khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, cây thảo quả nhanh chóng thích nghi và phát triển tốt. Đến nay, diện tích thảo quả của huyện Mường La tăng lên 220 ha, trong đó hơn 150 ha đã cho thu hoạch. Theo người dân địa phương, thảo quả là cây dễ trồng, ưa sống dưới tán rừng. Sau khi trồng từ 3 đến 4 năm sẽ cho thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt, có thể cho thu hoạch liên tục đến cả chục năm. Khi trồng dưới tán rừng, vừa có thể tận dụng diện tích đất rừng sẵn có, vừa phủ xanh đất rừng, vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Một hecta thảo quả có thể đạt năng suất từ 5 đến 7 tấn quả. Với giá bán hiện nay là 15.000 đồng một kg, thì người dân đã có thêm khoản thu nhập đến vài chục triệu đồng một hecta. Mô hình trồng cây thảo quả dưới tán rừng đã và đang tạo sinh kế bền vững cho người dân sống nhờ rừng, từ đó tạo động lực giúp người dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần nâng cao độ che phủ rừng ở Mường La đạt 47,7%. Thành phố Sơn La hiện có gần 5.000 hecta cà phê, khoảng 4.520 hecta cà phê kinh doanh. Sản lượng quả tươi niên vụ 2022-2023 ước đạt trên 40.700 tấn, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những nguyên nhân làm giảm sản lượng là do nhiều diện tích cà phê được trồng từ những năm 1990 đã già cỗi, quả nhỏ, năng suất thấp. Khắc phục tình trạng này, những mô hình tái canh được thí điểm triển khai đã cho kết quả khá tốt. Đến thời điểm này, thành phố đã tái canh được 50 hectare cà phê bằng giống mới. Nhiều diện tích cà phê già cỗi đang được tập trung cải tạo trong những năm tới. Thành phố sẽ trồng tái canh 1.150 hectare, ghép cải tạo 1.350 hectare. Theo lộ trình, phấn đấu đến năm 2025, duy trì và phát triển ổn định diện tích cà phê hiện có. Hàng năm dự kiến xuất khẩu từ 9.000 đến 11.000 tấn cà phê nhân sang thị trường các nước như Đức, Mỹ, Brazil, Hà Lan và các nước khu vực Nam Mỹ. Có khoảng 3.000 hectare cà phê đạt sản lượng từ 6 đến 6.500 tấn cà phê nhân được chứng nhận đạt tiêu chuẩn sản xuất cà phê bền vững phục vụ xuất khẩu. Ngày 8 tháng 11, thành phố Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghệ thuật xòe thái tác phẩm Vũ điệu kết đoàn cho các tổ bản, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường Triềng An. Vũ điệu kết đoàn được tập huấn đến toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường là dịp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hiểu biết thêm về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái, phục vụ cho sinh hoạt văn nghệ cộng đồng và giao lưu văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Lớp tập huấn nghệ thuật xòe thái
Tác phẩm Vũ điệu kết đoàn là nội dung quan trọng trong việc cụ thể hóa đề án 04 của Thành ủy Sơn La về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025. Sau lớp tập huấn, các học viên tiếp tục tập luyện và biểu diễn, phổ biến tác phẩm Vũ điệu kết đoàn đến đông đảo các tầng lớp nhân dân và các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn. Là cửa ngõ của các xã vùng cao Bắc Yên, xã Tà Xùa có nhiều điều kiện để giao lưu quảng bá các sản phẩm văn hóa truyền thống, đồng thời có nhiều tiềm năng lợi thế trong việc phát triển du lịch và trải nghiệm những nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Nhiều hoạt động quảng bá du lịch đã và đang diễn ra tại đây, từng bước đưa Tà Xùa trở thành điểm đến hấp dẫn. Những hình ảnh trong hội thi nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch và trải nghiệm sắc màu văn hóa dân gian tại xã Tà Xùa do trường Cao đẳng Sơn La phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên tổ chức. Hoạt động trải nghiệm sắc màu văn hóa dân gian được diễn ra với các hoạt động trò chơi dân gian như thi dạ bánh dày, đẩy gậy, đẽo tu lu, thu hút đông đảo người dân tham gia. Thì đây là có thể là hoạt động rất là có ý nghĩa, không chỉ đối với cái công tác đào tạo nghề hướng dẫn viên du lịch cho trường Cao đẳng Sơn La, để thông qua các hoạt động này các em được trải nghiệm, được rèn kỹ năng nghề nghiệp. Cùng với đó, thầy và trò trường Cao đẳng Sơn La còn được trải nghiệm vẽ sáp ong và thêu những chiếc váy cùng chị em phụ nữ dân tộc Mông. Đây là hoạt động vừa phục vụ may mặc, vừa góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Ngày hôm nay thật sự là một buổi trải nghiệm với giáo viên và sinh viên của khoa văn hóa du lịch đến tại mảnh đất Tà Xùa này. Đây là lần thứ 3 mình bước chân tới đây, nhưng đây là lần đầu tiên mà mình được tràn hòa vào với cái không trung không khí của đồng bào Mông ở đây, và đặc biệt là với những cái văn hóa nét truyền thống ở đây. Mình cảm thấy nó rất là gần gũi với bà con ở đây. Thông qua các hoạt động này, không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, mà còn tạo sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, phục vụ du khách, góp phần kích cầu du lịch trên địa bàn. Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với trường Cao đẳng Sơn La tổ chức các hoạt động trải nghiệm sắc màu văn hóa năm 2022. Thì qua cái nội dung này thì để khơi gợi lại truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay là đang một số cái hạng mục của đồng bào dân tộc Mông là hiện nay là để lãng quên, không duy trì các hoạt động. Do vậy là xã cũng đã định như là hàng năm sẽ tổ chức một đến hai lần để khơi gợi lại các văn hóa bản sắc dân tộc người Mông. Hoạt động trải nghiệm sắc màu văn hóa dân gian đã góp phần bảo tồn nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông vùng cao xã Tà Xùa, đồng thời giới thiệu quảng bá văn hóa các dân tộc vùng cao đến với đông đảo công chúng và du khách. Ngày 8 tháng 11, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phú Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Heaven, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi ngoại khóa Trường học Hạnh phúc với sự tham gia của gần 500 em học sinh và các thầy cô giáo. Buổi ngoại khóa diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi và tràn đầy sự hứng khởi với những lời ca tiếng hát ca ngợi thầy cô, ca ngợi nghề giáo viên. Tại buổi ngoại khóa, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp tác Quốc tế Heaven đã chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống và giáo dục các kỹ năng sống cơ bản cho học sinh. Mối quan hệ thầy trò, cha mẹ và con cái, trách nhiệm của cha mẹ, học sinh cùng các thầy cô giáo trong nhà trường trong việc giáo dục và hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Tham gia buổi ngoại khóa, các em học sinh được bày tỏ quan điểm của mình trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học yêu thương. Qua buổi ngoại khóa, các em sẽ lan tỏa hơn nữa những giá trị yêu thương, an toàn và tôn trọng trong môi trường học tập của mình, nhằm xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh. Mỗi lớp học thực sự trở nên hạnh phúc, mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.